Hello, em xin chào cả nhà đến với channel của em nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm cái bài mồi mồi cám tanh gì câu rô phi ấy. Bài mồi em câu rất là nhạy, và cái này thì nguyên liệu nó gồm những cái thành phần sau các bác nhé. Đây, thứ nhất là cái một là cắm gà hay cắm trứng đều được. Cái hai cái này nó như nhau. Cái này nó không, người ta dùng cái này không để lấy cái hương vị đâu các bác ạ. Cái này ta để làm chắc mồi thôi nhé. Đấy, một là cắm gà này, hai là một gói D1, một gói D3 mà nguyên liệu chính các bạn. Nguyên liệu chính phải có cái này. Cái này là em không biết các người ta gọi là cái gì, nhưng mà nội em đi ra tiệm em mua thì hỏi ông cũng không biết, bảo là em mua cắm tanh ấy. Cắm tanh về thì câu cá, thì cũng bảo cắm tanh là cắm gì, chính người bán cá người ta cũng không biết luôn đấy. Thế về sau này ông mới hỏi thế mày làm gì, thì bảo cháu về giấu câu cá, thì ông cho cái loại cắm tanh này đấy. Thì cái loại này nó gần như cái cắm cắm cỏ các bạn ạ. Đấy, cái bổ cắm cỏ đấy, nó mùi tanh tanh thơm thơm. Cho các xem này. Cái loại này nó là 20.000 một cân, nặng lắm, trông thế nặng lắm. À, bột nó là này, nó tanh tanh thơm thơm các bác nhé, trông kỹ cho các xem đấy. Bột này tanh tanh thơm thơm này. Cái này bác hiểu điều, bác cái này bón bón mấy cơm nguội ấy, hoặc là bón bột mì là đi câu luôn, đục phi cắn như chết đói luôn đấy. Mà em thêm hai cái nguyên liệu kia để vam cả cá chép nữa đấy. Cái này chỉ rô phi không thì chỉ một cái này đã chết chết tỏi. Bóp thì các bác chỉ cần đi bón với lại bột mì mới thêm chú cắm cả nó chắc mồi rồi. Bây giờ em đi làm mồi, em đi câu nha, hướng dẫn luôn cho các bác xem nhé. Bài mồi của em thì cá ăn như chết đói luôn. Em giật là mấy ngày quay cho các bác xem rồi đấy. Link câu cá có để bên dưới nhá, link tem mồi đấy. Rồi, này câu rô phi nó không không tốn mồi đâu các bạn. Mồi trông thế, hai gói này câu câu đơn ấy, câu nhòe luôn. Nó không đến nỗi tốn mồi nữa. Giờ nó sẽ bóc hết mấy gói nguyên liệu ra pha cho các bác xem. Rồi, hey, tỷ lệ nguyên liệu các bác nhá. Ăn câu đơn nên em câu cũng ít nên là em làm cái bài mà nghe tỷ lệ nguyên liệu bác xem. Đây là cắm cắm gà hay cắm trứng này đều được. Đấy, ăn rửa bát thôi. Cắm gà cắm trứng rửa bát này. Bột D3, bột D3 thì bằng một nửa cái đấy thôi. Coi nhá. Câu này xong tí bóp để câu đơn rất là nhiều, để bao một nửa nó thôi này. D1 bằng D3. Số này thôi, tí mồi cũng rất là nhiều luôn đấy. D1 bằng D3 này. Nó chỉ tầm này rồi. Các bác nào đi câu nhiều thì có thể pha nhiều hơn ý. Em đi câu ít câu hơn, tí buổi chiều câu đơn thế này thoải mái luôn rồi. Này cắm tanh. Quan trọng nhất là cắm tanh này. Đấy, cắm tanh thì cũng bằng D1 D3, cắm gà nhiều, cắm gà gần như là cái gia vị phụ gia để thêm vào cho nó đỡ tốn mồi cái loại mồi kia thôi. Rồi cho nước vào các bác, nước vào bóp. Cắm gà rất là nở các bác nhé. Các bác nào mà cho quá tay nhiều nước ấy, thì có thể dùng cho thêm cắm gà vào. Thơm lắm, này mùi mùi thơm lắm, thơm, thơm tanh tanh. Cái này mà muốn câu cả chép em cho D1 D3 không thì không cần D1 D3 đâu. Đấy, nhìn nha. Thì cắm gà để lúc nó nở rất là nhiều luôn nhé. Nhìn nha. Bó bắt đầu nó dẻo đấy. Đấy. Rồi, bóp nó dẻo này bắt đầu là mình bóp bột mì rồi nhé. À các bác nhé, nếu mà mình không cho cái cắm gà mà mình bóp bột mì không ấy thì mồi nó sẽ dẻo, nó dẻo, nó không không cứng, nó không khô được, không cứng đâu.
Nếu mình dẻo mình ném nước thì nó kiểu nó đỡ tuột mồi. Mình phải có cái cắm gà bóp vào thì mồi nó cứng. Các bác nào có kinh nghiệm thì câu, các bác biết thừa, mà những anh em nào đi câu chưa kinh nghiệm nhất không biết cái này đâu. Đấy. Rồi, cho thêm một mìa. Nhiều cái bài mồi em đưa ta, nhiều bác có kinh nghiệm ấy, bác này cho thêm một số gia vị vào đi câu cá nó nếm rất ngã. Ăn như chưa đói. Đấy, cho bột mì vào. Bột mì mình căn cái nữa làm sao mà nó dẻo mồi được. Dẻo mồi để mình bóp vào ninh được. Nha bác. Mồi thơm lắm. Thơm thơm tanh tanh các bạn. Đấy, này rất là chuẩn. Câu đơn thì tấm này câu nhòe rồi. Đấy, dẻo này coi. Không tính tay, lúc đấy là mồi chuẩn mà ok. Đấy, chúc bác thành công nhé, em hướng dẫn các bác đến cũng rất là tỉ mỉ đấy. Rồi em hướng bác mồi test hôm nay, có nhìn trời bác bắt đầu nó ấm úm, lạnh. Các bác nhìn trời bác bây giờ nó lạnh, biết đi câu này, hơi khoai. Đấy, mồi, chung là mồi tốt hay là có tốt đến mấy thì quan trọng nhất vẫn là cái duyên của người câu cá. Có duyên thì mới câu được cá, mới lại là cái hồ mà cá đói thì mới câu được đúng không các bác. Chúc các bác thành công với bài mồi của em nhé. Mình đính test bài mồi em để bên dưới cho các bác xem nhé. Cá lên như chưa nói luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác sau nhé.